Hello mọi người, hôm nay game mới cập nhật ra hộp bốc thăm mới nè. Bộ đồ này quá trời đẹp luôn á, mình sẽ mở 10 hộp nha, coi ra cần câu không. Mở lấy bia trước ha ha. Ông kia bây giờ mình mở trước một vé bốc thăm nha. Ra bông tại nè. Ông kia tới 10 hộp nha. Không biết nói gì luôn, được có cái tóc nằm cái bàn. Xui quá trời luôn rồi, ai ra cần câu rồi thì nhả vía cho mình với. Tóc với đồ trong hộp bốc thăm này siêu đẹp luôn nha mọi người. Ông kia bây giờ thì đi làm nhiệm vụ mới thôi. Nhiệm vụ đầu tiên của ba NPC này nha. Lên sàn nhảy và trả lời câu hỏi thôi. NPC nói gì là mọi người phải nhớ để chút chọn đáp án đúng nha. Mọi người chọn hai cái ở trên luôn nha. Vậy là xong rồi. Được 30 huy hiệu nha. Tiếp theo là nhiệm vụ của NPC Samba nha. Nhiệm vụ đầu tiên chỉ cần nghe NPC nói chuyện là xong rồi. Nhiệm vụ thứ hai là mọi người đi giao nước cho thầy hiệu trưởng ở trường nha. Vậy là xong rồi. Ông kia đi làm tiếp nhiệm vụ thứ ba nha. Nhiệm vụ thứ ba là đi cứu người bị đuối nước nhà. Mọi người đi xung quanh là thấy á. Mấy người này không phải nha. Mình đi kiếm xung quanh không thấy nên quay lại chỗ cũ coi thử nha. Có nè, mọi người ấn vô là xong nhiệm vụ rồi nha. Ông kia vậy là xong hết nhiệm vụ của NPC Summer rồi. Bây giờ làm tiếp nhiệm vụ NPC tàu cần vì nhà. Vậy là xong rồi nha. Ông kỳ vậy là hết nhiệm vụ hôm nay rồi nha, mai lại tiếp tục làm tiếp. Cô có cần câu mới với thuyền nữa nè, mọi người làm nhiệm vụ kiếm xu hoặc đi câu dương với bạn bè nha.
Mọi người câu cá 20 lần và câu dương 10 lần là nhận được mấy gói thẻ nha. Mọi người ơi, mình mới câu lên dương nè mà dương này cùi nhất rồi. Được có 5 xu à. Ông Kiba ba mọi người, chúc mọi người câu được nhiều dương nha.